Quỳ thẳng lên. Từ giờ trở đi, cứ quét xong anh chị ở đây quỳ tới chiều cho tôi. Cảm ơn nha. Nãy không có tủ là anh bị tụi nó đánh bông dập rồi đó. Có bánh nè tụi anh không? Lát về ăn cơm. Đại ca ơi. Gì? Làm vệ sinh kiểu này hoài chắc chết quá. Tự nhiên đại ca gây sự nói chi không biết. Mày im đi. Tất cả con tội nhỏ đó tụi nó tao mới tay tôi vậy nè. Hay là ba đứa mình đập nó đi đại ca. Rảnh tao có một cái à. Ba nó mình nhào vô ba cái là xong đời. Với lại nó cũng là em của anh Đại. Anh Đại biết được anh Đại bẻ răng tao sao? Hay là mình nhờ ai quýnh nó đi đại ca. Anh Đại biết á thì anh Đại cũng kiếm nó đó thôi. Hay nhờ ai đây? Sớm em có một thằng đại đen tay quân đô có con Tú á. Nó búng cái chết liền. Tháng này mày làm được nhiêu hại? Chắc gần 1 triệu. Sao ít quá vậy? Bọn em mang được có 4-5 cái quần. Được có 40-50 ngàn. Còn sáng hết 10 ngàn nữa. Đâu ra nhiều. Tháng này không biết lấy tiền đâu ra không tiền nhà đây. Ủa? Quê được còn nấu cái gì vậy? Ngày mai bị phạt. Nấu sẵn. Để mai ăn trưa luôn. Học hành cái kiểu gì á? Suốt ngày bị phạt. Kệ cha tôi. Giới thiệu với đại ca, đây là Tấn Sẹo, đại đen tay Windows. Tấn Sẹo. Sao không có sẹo? Đặt cho ngầu thôi. Nó cũng đã đen karate đó. Không phải giỡn đâu. Nhắm chơi lại không? Thiếu nhi. Tối qua tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ xô xát khiến anh Nguyễn Văn Long, 37 tuổi, thiệt mạng. Được biết anh Long vì cứu em gái của mình nên đã ẩu đả với 4 thanh niên. Do chấn thương nặng ở phần đầu nên anh đã tử vong tại bệnh viện. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Mời em Thi Quốc Minh xuống phòng giám thị có việc cần. Tôi nhắc lại, mời em Thi Quốc Minh xuống phòng giám thị có việc cần. Nghe nói là đang karate hả? Đánh ván chơi. Đánh ngay biết nhục mày. Đem nhau quên chưa? Miss my baby like crazy, you know. Yeah. Cô em thân cao ngày nào ơi, em đang ở Tuấn Sẹo hả? Tưởng gì ngon lắm chứ. Ghê thiệt. Bốn thằng con trai mà không đánh lại một đứa con gái. Mày im đi. Tụi đây là lũ ăn hại. Nè, chị Thu. Ủa, Hoàng. Dạ, sắp tới 8 tháng 3 rồi đó chị. Chị thích gì không, em tặng cho. Hoàng dễ thương ghê á. Tặng chị bó hoa nho nhỏ được rồi.
Dạ em biết rồi, hay em về trước. À, ủa nó kiếm chị có chuyện gì vậy? Nó hỏi chị tên Hoàng Ba thích cái gì, nó tặng. Cái thằng ngộ ghê á, tặng quà cũng phải hỏi trước nữa. 8 tháng 3 hả? Ủa sao món gì giống cơm Nhật quá vậy? Thì cơm Nhật chứ gì. Mua ở đâu vậy? Ở nhà làm. Ủa nhà Tú người Nhật hả? Ừ, bố người Nhật. Sao hỏi nhiều quá vậy? À, thôi không hỏi nữa. Whatever we want to, sẽ đã bước cùng em trên những con đường xa xôi, và ta sẽ luôn có đôi dù cho thời gian có trôi. Don't leave me till now, we can do this slowly. Can you blow my whistle, baby? Ủa anh Thơm ơi, lâu quá không gặp. Còn mày đồ không? Còn chứ. Cho anh hỏi cái này nha. Ok. Thích nhỏ kia, 8 tháng 3 anh tính tặng quà cho nó, mà anh không biết tặng cái gì hết. Ai? Nó tên Imachi. Con tụi lớp em á. Hả? Anh đi thích Rambo hả? Chị gì? Nói chung á, là con gái thích sự lang mang. Tốt nhất á là anh nên tự làm quà tặng nó. Tự làm á.